đường ở đây thì cũng rất là rộng. Đó, mình thấy hai bên quán là cà phê nè, rồi quán ăn rất là nhiều luôn. Ở đây có bún mắm, nước mía, rau má, đậu xanh, bún riêu, cơm, cháo. Ở bên tay trái thì có bánh canh, nuôi, bò né, quá trời. À, bây giờ mình bỏ rau trụng vô nha. À, đây có miếng thịt nè, nạm bò, này thịt heo. À, rồi này là chả. Ồ, đây là huyết. Bún bò thì ở đây có loại lớn, loại nhỏ, nhưng mà ở đây người ta để cho mình loại nhỏ. Do nãy mình không có dặn trước. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Ăn sáng nhẹ nhàng thôi. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Huỳnh Tấn Phát. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận 4. Và gần đây thì có cái khu chế xuất Tân Thuận. Thì hôm nay cuối tuần em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi vào một cái con đường, đó là giao lộ Trần Trọng Cung và Huỳnh Tấn Phát, để chúng ta sẽ đi một cái khu vào cái khu Nam Long để mình ăn sáng. Sẵn giới thiệu bà con cô bác những cái một trong những cái địa điểm mà thú vị ở Sài Gòn. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về nhà bè nè, và phía trước chúng ta đó là giao lộ Trần Trọng Cung và Huỳnh Tấn Phát. Mình sẽ quẹo bên trên trái và tới tí nữa đó là cầu Tân Thuận. Rồi mời bà con mình cùng tham gia nha. Ủa, cầu Phú Mỹ hôm nay có sự tham gia của Nị. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Ở đây xe cộ rất là đông, xe tải, xe hơi, xe máy rất là nhiều luôn. Đó, đi vài trăm mét nữa thôi là tới cầu Phú Mỹ để đi qua quận 2 rồi tới đường cao tốc luôn. Đó, quẹo trái qua đây là khu Nam Long nè. Khu này cũng rất là khu giàu. Khu này tại vì mới có quy hoạch những cái xây dựng những cái biệt thự, những cái lốc chung cư. Đường ở đây thì cũng rất là rộng. Đó, mình thấy hai bên quán đồ cà phê nè, rồi quán ăn rất là nhiều luôn. Ở đây có bún mắm, nước mía, rau má, đậu xanh, bún riêu, cơm, cháo. Ở bên tay trái thì có bánh canh, nuôi, bò né, quá trời. Đây là có dê. Đây cũng là một trong những con đường mà nói chung là thoáng, sạch, rồi ăn uống cũng rất là nhiều hàng quán nè. Nếu có dịp cô chú anh chị và các bạn đi ngang đây thì mình vô đây với ngóc trời những hàng quán. Chúng ta thấy bên đây có quán cà phê Aha nữa nè, rất là lớn. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp nha. Ở đây có cái siêu thị Vincom, Vincom Plus. Còn cô chú anh chị ở xa thì ở nước ngoài thì mình xem chơi cho biết ở khu quận 7 này ngày hôm nay cũng rất là sầm uất ha. Đó, đây những lốc chung cư, những cái dãy nhà, những cái khu giàu đó, nhà đây rất là đẹp, đồng kiến trúc, những ngôi nhà đồng kiến trúc này nè, mình thấy nó rất là sang ha. Khu nhà đồng kiến trúc mà nhà đây giống nhau hết, chỉ có cái mặt tiền thì người thế này người thế kia, người thì gắn biển hiệu này người gắn biển hiệu kia, không giống như ở nước ngoài. Nhưng mà cơ bản cái kiến trúc của những ngôi nhà này thì giống nhau. Hôm nay cái địa điểm này là của bạn Nị nè, bạn Nị hướng dẫn đường đi. Tại vì làm ở gần đây, khu chế xuất Tân Thuận. Ở đâu? Ở đằng đó là gì? Chung cư hả? Cà phê Nam Long. Sẵn tới đây coi luôn.
đó quanh đó cái đó kiếm được cái gì? Quay cái đó tới đó quay lại. Đó, mình nhìn thấy khu chung cư Nam Long nè. Sẽ chạy vô đây một vòng những cung đường này để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng ngắm nghía nha. Anh chó anh nằm giữa đường. Hồ ghê. Vô chạy. Hi, trời sao ngủ giữa đường không biết nữa. Một con chó nó đang nằm giữa đường. Đó, mình sẽ quẹo trái vô đường số 9. Đường số 9 ở trong cái khu đường Trần Trọng Cung này. À, đây toàn là biệt thự không á. Ừ, trong đây nữa nè, trong đây biệt thự luôn. Có những khu mà cách ly. Có bảo vệ canh gác. Đó, mình nhìn xa xa là cầu Phú Mỹ nè, đó, cầu Văn Dây. Cầu này cũng là một những cái cầu mang dấu ấn bước ngoặt cho sự phát triển ở quận 7 này. Rose Bar. Đó, trong này cũng có vài miếng đất còn trống. Rồi chúng ta đang ở giao nhau giữa đường số 8 và đường số 11. Số 8 và đường số 11. Rồi chúng ta lên lề nha. Ây dạ. À, nhìn thấy ở ngoài không gian quán rất là mát. Ta để. Bữa nay Sài Gòn thì không có nắng. Trong khu Nam Long này cũng rất là sạch sẽ nè, thoáng mát. Nơi đây là ngã ba của đường số 8 và đường số 11. Bạn này đang ngồi trong kia. Rồi chúng ta đi vô nha. Bún bò em ơi. Bún bò Huế. Anh ăn cái gì? Bún bò. Bún bò đủ thứ này, đầy đủ. Canh cá lóc nè. Không. Bún bò này. Cá lóc hôm qua mới ăn cháo. Ở đây mát mẻ quá. Ở đây có bún bò. Bánh canh cá lóc bò né, mì xào, bánh mì ốp la, bánh lọc, bánh nậm. Ở đây không có để giá. Thấy chị vừa cao cao luôn nha. Rồi ở đây giá thì bao nhiêu? Không có để giá. Ăn là 40.000. Đồng giá hả? Bánh canh là 3 ăn. Bò nén là 50. Rồi. Chị vừa cao cao, anh nói gì? Thôi đi chờ đá. Dạ. Ở đây rất là mát mẻ ha, không gian đẹp nữa. Vừa ăn sáng vừa uống cà phê. Ở đây có lên lầu nữa, có lên lầu nữa. Không có lầu. Lần đầu tiên gì? Lần đầu tiên hai chồng uống cà phê. Hôm nay thì bạn đồng nhỏ đi ăn phở với ngoại rồi. Nị thì ngán phở nên thành ra đi vô đây mình ăn sáng, ngồi thong thả một tí xíu, rồi xíu nữa ra ở gần cái khu chế xuất Tân Thuận, vô khu chế xuất Tân Thuận tập lái xe luôn. Thành ra ăn sáng ở đây rồi ra đó cho nó gần.
Rồi tôi ngắt đợi xíu nữa em nó bưng ra rồi mình xem thế nào ha. Rồi rất là nóng ha. Anh vui tính. Đây là phần bún bò. Bún bò này đây là phần đủ thứ, có nạm, có huyết, có thịt. Còn của này là cũng vậy, cũng vậy luôn. Còn đi ăn lúc nào cũng phải có uống một ly dầu nữa. Ở đây cơm trưa cũng ngon. Ở đây có cơm trưa nữa hả? Trưa ngon. Tối cũng có đồ ăn. Và ở đây có quán có tên là An Cafeteria. Với không gian rất là đẹp và mát mẻ. Ở đây gần với khu chung cư Nam Long lúc nãy đó. Nếu mà chúng ta đi cuối đường mình quẹo trái tới chung cư, quẹo trái rồi đến giao lộ này, đi một đoạn này là tới rồi. Hồi nãy mình không biết đường nên mình chạy ngược trở lại. Để đi đến đây thì các anh chị bạn đi qua cầu, đi đường Quỳnh Tấn Phát thẳng qua cầu Tân Thuận, rồi mình sẽ đi thẳng đến khu chế xuất Tân Thuận. Rồi đến khu Tân Thuận xong cái chúng ta sẽ đi thẳng một đoạn nữa Quỳnh Tấn Phát, rồi đến giao lộ ngã ba Trần Trọng Cung mình sẽ quẹo trái, đi đến cuối đường có chung cư Nam Long mình sẽ quẹo trái nữa, sẽ gặp quán An Cafeteria. Bây giờ mình bỏ rau trụng vô nhé. Đây có miếng thịt nè, nạm bò này, thịt heo. Rồi này là chả. Ồ đây là huyết. Bún bò thì ở đây có loại lớn loại nhỏ, nhưng mà ở đây người ta để cho mình loại nhỏ. Do nãy mình không có dặn trước. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Ăn sáng nhẹ nhàng thôi. Rồi mời bà con cô bác mình cùng thưởng thức nha. Chia sẻ, anh em chia sẻ thêm một địa điểm nữa để cô chú anh chị các bạn có thêm một cái địa chỉ để mình có thể đi ngang đây và ủng hộ. Rất là thơm. Đây, để em nếm thêm nước lèo thế nào nha. Rất là vừa ăn. Rau trụng. Có nhiều anh chị ở xa về Sài Gòn ngại ăn rau lắm, nên thành ra nếu mà mình mới về thì mình nên ăn rau trụng mặn ít thôi. Ở quen vài ngày rồi mình sẽ ăn nhiều. Còn anh chị và các bạn ở Việt Nam thì cũng đã quen rồi, giờ ăn sao cũng được. Giờ mình thử miếng chả nha. Chấm miếng mắm. Chả thơm, vừa ăn. Nhân viên đây nó cũng lịch sự. Đây nhân viên nam thì bưng đồ ăn ra, nữ thì ra bill order. Ai cũng vui vẻ lịch sự. Rất ngon. 40.000 một tô, gần 2 đô thôi. Có một miếng thịt heo nữa. Thank you.
quyết. Vô đây tiện, à, mình vừa ăn vừa uống cà phê luôn. Cái bàn thì cũng bàn đá, bàn rất là mát. Nằm miếng bò nha. Con bò ngọt lắm. Ngon chú? Quay không nói trời. Tự nhiên ngon rồi à, chỗ này mối mà, mối của này mà. Này con này ăn sao? Nói trước là giống như diễn thì không đúng. Không đúng sự thật. Ăn thì tình thôi chứ. Chỗ này hàng ngày đi hay ra đây ngồi lắm. Không phải, lâu lâu không ăn cơm thôi. Thấy ngày nào cũng không ăn cơm hết. Có đâu, thứ bảy đâu ăn cơm. À, ở đây mình đi tập thể dục xong cái mình đi bộ vòng vòng tập thể dục. À, tập thể dục xong cái mình ra đây ăn sáng cà phê luôn, rất là thích hợp. Ở khu Nam Long này cũng có rất là nhiều khách sạn. Cái đường lúc nãy chúng ta đi qua đó cũng có mấy khách sạn. À, đây toàn là biệt thự không à. Khu này nhiều biệt thự lắm. Mình gọi là nên đây gọi là biệt thự, khu biệt thự Nam Long. Bé order nè, rất là dễ thương. Rồi số hình ảnh ở cái quán bún bò và cà phê anh gửi các anh chị và các bạn. Nơi đây cũng rất là thú vị. Nếu mà các anh chị bạn ngồi có hút thuốc thì ngồi ở ngoài sân vườn, và mình muốn yên tĩnh thì mình vô trong phòng máy lạnh phía sau cái bức tường mà xanh xanh đây. Ở trong kia phòng kính có ghế sofa ngồi rất là mát. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video tiếp theo nha. Chút xíu nữa mình sẽ đi một vòng cái khu Nam Long này để xem ở đây đẹp như thế nào ha. Và nơi đây thì giá cũng rất là bình dân, 40 ngàn thôi, 35-40 ngàn. Mà không gian rất là sạch sẽ, thoáng mát, cây xanh, người đẹp phục vụ vui vẻ. Đừng nói người đẹp là nị. Thôi rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đứng ở đường.